thử thách bẻ gậy lò xo 30 kg. Mày đi làm về, bây giờ mình thử thách bẻ gậy lò xo 30. Giờ là đến lượt mình nhá. Sau của mình là 25 cái, chúng mình là 30 cái đúng không? Mình suy nghĩ cho tới đây. Ok bye mọi người.